Phong Vân 3 có lẽ là đoạn truyện tệ nhất trong toàn bộ các phần của tác phẩm nổi tiếng một thời, bởi vì ở đó có rất nhiều nhân vật được bút quá lố và thiếu tính logic. Dường như khi không có Đan Thanh đồng hành thì Mã Vĩnh Thành như mất đi một cánh tay đắc lực. Lão Mã đã tạo nên những không gian mới như cửu không vô giới hay kiếm giới, mà các bút vớ vẩn mọc lên như nấm rồi cùng nhau toi mạ một cách lãng xẹt. Nếu để liệt ra những thứ bất hợp lý ở trong Phong Vân 3 thì có lẽ là có quá nhiều. Khổ nhất là Nhiếp Phong thọt lên thọt xuống, đánh đầu thua đó. Đình Phong nói những điều trên để mọi người thấy rằng sự logic có học và nội dung trong phần 3 là điều xa xỉ, nếu không muốn nói là không tồn tại. Vậy nên video mà các bạn xem sau đây chỉ mang tính tương đối và có khá nhiều điều kỳ lý. Lỗi không phải hoàn toàn từ Đình Phong, mà là do tác giả uống quá nhiều sữa PT nên trí tưởng tượng bay quá xa mà thôi. Đến hẹn lại lên, mọi người hãy cùng tại hạ theo dõi video những nhân vật mạnh nhất trong Phong Vân 3. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Hai mươi năm trước, Phong Vân quyết chiến với Đoạn Lãng và bị băng phong tại Mai Kiếm Nhai. Vô Danh cùng Phụng Vũ chia nhau đi tìm nhưng không thành công. Về sau, Tuyệt Tâm nuốt được bi rồng công lực đại tiến, âm mưu làm chủ thiên hạ. Ông dốc sức tiêu diệt thằng con trai của Tuyệt Vô Thần, nhưng nhận được cả Rổ Hành. Dường như Lão Mã một khi cho Vô Danh đánh trận nào là thua trận đó, chung quy lại cũng chỉ để làm nền cho Phong Vân mà thôi. Tuy nhiên về sau, trong trận đại chiến với Mộ Ứng Hùng, tác giả cũng bút thêm một vài câu khá lố rằng là năm xưa những trận chiến với Tuyệt Vô Thần, Đế Thích Thiên hay Đoạn Lãng, và mới đây nhất là Tuyệt Tâm, chỉ là do không bung hết sức, không muốn gây thù chuốc oán vào trong Thiên Kiếm. Trong thời gian nghiền ngẫm thập ma đồ của Tiếu Tam Tiếu để lại, Vô Danh đã cùng với Phong Vân hết sức mở lại kiếm giới, đồng thời nhốt thập ma trong đó mãi mãi. Nhưng thật là buồn cười khi kết cục hầu như thằng nào cũng chạy thoát. Sau sự việc tại Đại Túc Thành Khắc, Vô Danh ở ẩn hàng ngày chơi đùa cùng lũ trẻ con trong một ngôi làng nhỏ. Liên Thành Chí không tin Vô Danh bị mất trí nhớ nên đã sai Huyền Vũ Quân vào thăm dò thực hư. Thần thoại võ lâm thì vẫn là thần thoại võ lâm, vài chiêu đả bại khiến Huyền Vũ Quân nhục nhã cúp đuôi quay về. Về sau Phong Vân đại chiến Liên Thành Chí, được Thất Đương gia trợ giúp, Vô Danh đã hô hào quần hùng chuyên kiếm ít vào người anh hùng kiếm. Tiếp đó Phong Vân dẫn động Ma Hà Vô Lượng chống lại sức mạnh của Vô Tình. Vậy nhưng Lão Mã lại dìm Vô Danh một lần nữa khi cho Đại Đương gia dùng Vạn Đạo Xâm La khống chế nhân tâm, mượn tay giết hại Hoàng Đế. Thật may thay Tiểu Võ xông đến ngăn cản âm mưu to lớn này. Tuyệt Tâm là nhân vật phản diện được Lão Mã cho sống dai nhất trong các phần của Phong Vân. Y vừa xuất hiện ở trong phần 3 đã vớ ngay được viên bi rồng còn sót lại trong cuộc đồ long của Đế Thích Thiên năm xưa. Nhờ vậy mà công lực đại tiến như thoát thai hoán cốt, chỉ một chiêu đả bại Hoàng Ảnh. Thế nhưng thật bất ngờ, y lại thua sấp mặt trước Bộ Kinh Vân. Nhờ Đại Tà Phương, Tuyệt Tâm mở ra cửu không vô giới, hy vọng sẽ lĩnh hội được 10 tầng của Tà Phương thập kiếp. Thế nhưng sau khi trải qua trận chiến kinh thiên động địa với Võ Vô Địch, y đã bị trọng thương rất nặng. May nhờ Vô Danh tha mạng mới chạy thục mạng về Thiên Tuyệt Đảo. Cũng đúng lúc này thì Tuyệt Tâm bị mấy thằng đệ dưới trướng làm phản, Vô Bi đoạt lấy Đại Tà Phương, còn Dịch Phong ép hắn đến đường cùng, chỉ còn cách lột bỏ bộ ra, trốn chui trốn lủi nhục nhã như một con chó. Sau khi đại chiến hai cha con Phong Vân, y bị trúng cáp độc phương, vua của mọi loại độc. Đang lúc cố gắng dùng ngục hỏa bất diệt đẩy độc ra thì Dịch Phong tìm đến chém đứt một cánh tay, phải nhờ Xích Kiếm ra mặt mới thoát khỏi cái chết. Thế nhưng đời chưa hết nhọ, Nhiếp Phong bảo Thần Phong phá đi Vô Động Bất Thiên Tôn, làm kiếm ý của Xích Tuyệt trong người Tuyệt Tâm tứ tán mà bay. Y giờ đây không còn là đối thủ của Dịch Phong, người đang phục nghịch đạo càn khôn. Tuyệt Tâm dồn hết sức bình sinh chạy bán sống bán chết, kết quả bị Lục Đương gia bắt làm vật thí nghiệm, cuối cùng thân thể tàn phế, đến cả Dịch Phong nhìn cũng chẳng thèm giết. Thật là nhục hơn con chó nộp. Tiểu Võ hay còn gọi là Tiểu Vũ là con trai của Võ Vô Địch.
từ nhỏ đã được cha truyền cho Huyền Vũ Trần Công mà không hề hay biết. Tuy nhiên, Tiểu Võ là một phiên bản của Đoàn Dự trong Kim Dung. Khi cậu không có phong thái cường giả, càng không thích lấy thắng lợi và chiến tích làm niềm vui. Về sau bị lạc vào trong kiếm giới, đã lĩnh hội được huyền âm thập nhị kiếm. Để trả thù cho cha mình, Tiểu Võ tay cầm thiên đạo chiến hạp, đánh bại huyền âm lục kiếm của kiếm thần, áp bế bỏ 6 luồng chân khí vô địch của hắn. Sau khi bước vào vô thiên luyện ngục, cậu có cơ duyên học được xích hỏa thần công của Xích Gia. Khác với Liên Thành Trí, dùng lửa để cửu chuyển trùng sinh, Tiểu Võ trong người có huyền âm kiếm chí âm chí hàn, giúp hóa giải luồng hỏa kình chí dương chí cương của xích hỏa thần công, từ đó đại thành mà không bị hóa thành tro bụi giống như Xích Tuyệt. Trong khi đại ma thần và Phong Vân rất e dè vô tình của Liên Thành Trí, thì Tiểu Võ được trang bị găng tay xịn, có thể đánh ngang ngửa với thanh niên hỏng bi. Không những thế, độ biến hóa còn vượt trội hơn. Sau đó chỉ trong nháy mắt đã khóa chặt Thành Trí khiến y không động đậy được. Cuối cùng như cung càng hết cỡ, Liên Thành Trí bị hỏa diệm trong người đốt cháy tan thành mây khói. Những tưởng sau trận chiến này người ta sẽ thấy một Tiểu Võ hoàn toàn khác, thế nhưng chẳng ngờ lão Mã lại dìm cậu một phát siêu đau khi cho thanh niên máu giấy nhiếp ông ăn hành liên tục, lại áp đảo qua được thằng con của thập cường võ giả thân mang tuyệt kỹ thượng thặng. Thật là hết sức lố bịch. Đến lúc đấu với bộ Kinh Vân cũng chẳng thể khá hơn khi liên tục bị lép vế. Đáng lẽ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng của đỉnh ông ái thuộc về Tiểu Võ, nhưng chỉ vì một phút nông nổi của lão Mã đã làm cho ngôi quán quân của cậu tan theo mây khói. Thật là cay đắng làm sao. Sau một thời gian dài ngủ đông, bộ Kinh Vân là người tỉnh dậy đầu tiên. Thời thế lúc này Tuyệt Tâm đang làm trùm thiên hạ, và như lẽ thường Phong Vân hợp bích đánh bại gã. Tuy nhiên đối thủ mạnh nhất ở đầu phần 3 không phải thằng con quý tử của Tuyệt Vô Thần, mà là thập cường võ giả Võ Vô Địch. Nếu như so về thực lực, rõ ràng anh đang có phần thua sút. Thế nhưng với Bất Khốc Tử Thần, mạnh thắng và yếu thua không hề có liên quan đến nhau. Tại Lâu Lan Thành, bộ Kinh Vân lĩnh hội được Vô Cầu Dịch Quyết, môn công phu ảo diệu tự đưa mình vào hiểm cảnh để đánh bại đối thủ. Chả thế mà anh trước không cần dùng tuyệt thế hảo kiếm, đón đỡ song phẳng được huyền âm lục kiếm của kiếm thần, sau không lép bế trước Tuyệt Tâm, Lam Vũ và Ma Khôi hợp bích. Tại tranh phong hiệp chính tà đại chiến, một mình bộ Kinh Vân tả xung hữu đột, trước Lam Vũ, Tuyệt Tâm và Xích Luyện không có vẻ gì là kém thế. Về sau theo lời của Tiếu Tam Tiếu, anh lập ra Kinh Vân Đạo, quy tụ sức mạnh của Trung Nguyên. Bộ Kinh Vân trước giúp Liên Thành Trí đưa về Đông Doanh, sau đó còn nhận y làm đệ tử và truyền thụ cho Vô Cầu Dịch Quyết. Chẳng ngờ nuôi ong tay áo, bị gã cắn trộm mấy lần. Sau khi Liên Thành Trí đại thành Xích Hỏa Thần Công, cộng thêm được 4 viên tinh nguyên của Đại Ma Thần, công lực đại tiến, tay cầm vô tình chém gãy tuyệt thế hảo kiếm. Thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân, cả hai huynh đệ liên thủ đánh cho Chí Sơ mờ lờ. Về sau theo lời của Bộ Uyên Đình, thì con của Dịch Ông là kiếp tâm của Thiên Thu Đại Kiếp. Vì không muốn Nhiếp Ông khó xử, nên Bất Khốc Tử Thần đã mang đứa bé đi và một mình gánh vác tất cả. Quả là phong thái của thần thoại võ lâm. Mộ Ứng Hùng ngoại hiệu là Tuyệt Kiếm, là sư phụ của Thánh Vương và sư huynh của Vô Danh. Nhớ thuở xưa ông già thua để thành tựu cho tiểu đệ của mình, Mộ Ứng Hùng không chỉ giỏi về kiếm mà còn thạo số mệnh. Biết mình không còn sống được bao lâu, nên muốn cùng Thiên Kiếm tỷ đấu một trận kinh thiên động địa để thỏa lòng mong ước. Tuyệt Kiếm bản lĩnh ghê gớm, đứng trên đỉnh núi ném một chiếc lá chỉ điểm cho Dịch Ông phá bi thống mạc danh của bộ Kinh Vân. Đứng trước Mộ Ứng Hùng thì tuyệt thế hảo kiếm cũng phải cúi đầu, điều mà Vô Danh không làm được. Chỉ một chiêu anh hùng vô minh trong Vô Thiên Tuyệt Kiếm đánh ra, toàn bộ các hảo thủ Đông Doanh đều bị giết sạch, chỉ còn mỗi Võ Tăng Sâm vì nể tình mà sống sót trở về. Phong thái của Mộ Ứng Hùng xứng đáng được ngưỡng mộ, bởi vì ngoài Đế Thích Thiên thì chỉ có ông mới sẵn sàng khởi chiến Phong Vân đối đầu với Ma Ha Vô Lượng Mã thôi. Về sau đan tâm đấu anh hùng, trận chiến Thiên Kiếm Tuyệt Kiếm kinh thiên động địa
Cổ Kim chưa từng có đến nỗi mở ra kiếm giới, kết thúc trận đấu vô danh mất tích, còn Mộ Ung Hùng bị thọt một chân. Về sau thần thoại võ lâm được Tiếu Tam Tiếu cứu thoát, hai huynh đệ tụ họp cùng với nhau ăn một bữa cơm, rồi kẻ ra đi người ở lại thật đáng tiếc thay. Đại đương gia hay còn gọi là Tiếu Ngạo Thế, con thứ hai của Tiếu Tam Tiếu và là sư phụ của chuẩn nhân Thiên Ẩn, nổi tiếng với thần công vạn đạo xâm la, có thể chấn nhiếp tâm thần đối thủ. Đại đương gia lúc vừa mới xuất hiện thì bá bãi chày, dễ dàng oan hít thằng đệ tử siêu khủng của mình. Khi muốn tiêu diệt bộ Kinh Vân, tại Bạch Long Khê lão đã dùng tuyệt học của mình khống chế lục đại cao thủ truy diệt Bất Khốc Tử Thần nhằm đoạt lại thiên thu. Chẳng ngờ kế hoạch chưa thành, Phong Vân hợp lực đã khởi ra ma hà vô lượng, đánh cho lão chạy như bò tót. Lý do là bởi đại đương gia tuy thần thông quảng đại, nhưng bản lĩnh thực chiến chỉ đáng xách dép lau giày cho Phong Vân. Lão chạy về cổ mộ Đoan Phương thì bị Tam đương gia xúi dục anh em làm phản, khiến bà cường giả cũng thập tử nhất sinh. May thấy lúc đó Trọng Bát ra tay ngăn cản, lão mới bảo trì được tính mạng. Về sau liên thành chí hạ sát đại ma thần, nuốt lấy 4 viên tinh nguyên công lực đại tiến, sau 100 chiêu đã đánh bại đại đương gia, về đi hai chân. Thế nhưng lão không bỏ mộng thiên thu đại kiếp, giả vờ thăm lại ông bô của mình, từ đó nâng tầm vạn đạo xâm la lên một đỉnh cao mới. Đại đương gia khống chế vô danh, rồi quân hùng giết hoàng đế, nhưng bị tiểu võ phát hiện ra đánh như đánh chó. Lão lâm vào đường cùng, chạy thục mạng vào ngôi làng cạnh đó, cuối cùng thì đồng quy ư tận với quỷ hổ tại đây. Đại ma thần tức Tiếu Kinh Thiên là con cả của Tiếu Tam Tiếu và huynh trưởng của đại đương gia. Lão công lực kinh thiên diệt thế, chỉ trong chớp mắt tiêu diệt năm đệ nhất cao thủ gồm có Nguyệt Mị, Sơn Lộc, Huyết Thập Tam, Cáp Phương và chuẩn nhân Thiên Ẩn. Khi vô tình vấn thế, liên thành chỉ đã mời đại ma thần ra mặt để cái thế cường giả áp trận, giúp vô tình đản sinh đúng kỳ. Chẳng ngờ bị Trọng Bát cắn lén, liên thành chí dùng vô tình chém trọng thương, áp ức cả kinh khí hộ thể. Lão má mô tả rằng cả đời đại ma thần chỉ bại dưới phụ thân Tiếu Tam Tiếu. Lão ta tự cho mình là thiên hạ vô địch, ở Minh Đài Kiều diệt hết các cao thủ Trung Nguyên, không xem thiên hạ ra gì. Nào ngờ sự cao ngạo đã làm hại bản thân lão. Các cụ có câu: hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đại ma thần bị liên thành chí cho quân truy đuổi rất rát, lão đành phải trốn chui trốn lủi, núp bóng dân làng nhục nhã không để đâu cho hết. Thế nhưng ma khôi không cho đại ma thần lương thiện, y làm rách áo, lộ ra những vết thương của lão. Đại ma thần không còn con đường nào khác, đành dốc sức để đồng quy ư tận với cái thằng yếu sinh lý liên thành chí. Thế nhưng bình sinh hỗn thiên tứ tuyệt, trong đêm tối uy mãnh dị thường, nhưng khi mặt trời ló dạng, liệt dương phổ chiếu thì công lực đại giảm. Tại thời điểm này chỉ còn 6 thành công lực, kết cục chí hỏng bi. Tay cầm vô tình sử ra xích hỏa thần công đoạt mạng lão, lấy được 4 viên tinh nguyên rồi hấp thụ nó. Quả thật là hết sức bất ngờ. Liên Thành Chí là thanh niên giả danh được con thất lạc của chiêu võ thiên hoàng tại Trung Nguyên. Nhờ được gắn mác mới, y được Bất Khốc Tử Thần Bộ Kinh Vân nhận làm đệ tử, hộ tống sang Đông Doanh giành lấy chức vị cửu ngũ chí tôn, rồi truyền cho cả Vô Cầu Dịch Quyết. Liên Thành Chí là kẻ đa mưu túc trí, y giả vờ ngu ngơ trước sư phụ, tiếp đó gạ gẫm Xích Tuyết để tránh họa sát thân. Khi tuyệt tâm theo lệnh của Xích Tuyệt, trả thù sát thần Tư Bổ năm xưa tại Long Tiên Trạch, kể sau 5 lần 7 lượt bị bộ Kinh Vân dồn vào tử địa, quấy rối bạo hành đủ kiểu, lại tưởng ân giết chết người mà mình yêu thương nhất, liên thành chí thù hận bộc phát, đại thành xích hỏa thần công, cửu chuyển trùng sinh công lực đại tiến, một cảnh giới vô tiền khoáng hậu. Y tiếp tục ẩn mình bế quan tu luyện thêm một thời gian nữa, để chắc rằng công phu đủ để trả thù rửa hận. Chính Trọng Bát lúc này cũng nói rằng tu vi của Liên Thành Chí đã vượt qua cả đại đương gia và chỉ kém một chút so với đại ma thần. Sau khi úp sọt giết được thằng con cả tự phụ của Tiếu Tam Tiếu, Liên Thành Chí dùng xích hỏa thần công
thiêu đốt lão thu được 4 viên tinh nguyên. Mạnh lại càng mạnh, y tay cầm vô tình chém gãy tuyệt thế hảo kiếm, rồi đánh bại bộ kinh thân. Về sau tại Lạc Sơn Đại Phật, Liên Thành Chí quyết chiến Phong Vân. Thế nhưng bốt nào thì bốt, lão Mã cũng cho kết quả chung cuộc là thất bại dưới tay hai thanh niên anh sẹo em chột mà thôi. Liên Thành Chí lúc này như cùng càng hết cỡ, thấy Tiểu Võ đứng gần ngứa mắt, xông ra đồng quy ư tận với cậu. Chẳng ngờ thằng con của Võ Vô Địch mạnh hơn y tưởng, bị đối thủ khóa chặt tay chân không động đậy được, cuối cùng hỏa liệt công tâm tan thành mây khói. Tiếu Tam Tiếu xuất hiện trong phần 3. Lần đầu tiên khi gặp Dịch Phong, bà đã thua cược khi cá độ bóng đá với anh. Về sau Mộ Hùng đại chiến vô danh mở ra kiếm giới, tưởng chừng Thiên Kiếm đã mất mạng thì lại được ông cứu thoát. Tiếu Tam Tiếu còn chỉ cho vô danh về thập ma đồ. Lão Mã mô tả ông thủa xưa có duyên kỳ ngộ, gặp được thần quy trong tứ thần thú, từ đó thiên thu vĩnh hằng, trong quãng đời trường thọ thấy hết khởi lạc sinh tử. Về sau Tiếu Tam Tiếu gặp được Nguyệt Du, bà dung mạo bình thường nhưng có trái tim nhân hậu, dẫu biết được cưới người phàm thì tiên khí sẽ cạn, nhưng ông vẫn chấp nhận để đổi lại những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời. Về sau Nguyệt Du sinh cho Tiếu Tam Tiếu hai thằng cu là Tiếu Kinh Thiên và Tiếu Ngạo Thế. Vậy nhưng từ đó cảm giác bất an bỗng ngày một tăng lên, cuối cùng ông phát hiện ra một trường tai kiếp hủy hoại nhân gian. Chỉ vì động phá thiên cơ, Tiếu Tam Tiếu trong một ngày đã bạc hết cả đầu. Biết hai đứa con của mình thực sự nguy hiểm, nên ông chỉ còn cách bỏ đi biệt tăm 15 năm. Lúc về thì Tiếu Kinh Thiên tức Đại Ma Thần và Tiếu Ngạo Thế tức Đại Đương Gia đã hùng bá một phương, với hai tuyệt học chí cao vô thượng của ông là Hỗn Thiên Tứ Tuyệt và Vạn Đạo Xâm La. Tiếu Tam Tiếu dốc sức thu phục thì bị hai thằng nghịch tử hợp sức đánh bại, không thể làm được gì. Trước khi chết, ông bèn viết ra Thôi Bối Bí Quyển, đưa lại cho Phong Vân giúp thiên hạ giải trừ thiên thu đại kiếp. Bản lĩnh của Tiếu Tam Tiếu không được Lão Mã mô tả nhiều, chỉ biết trong trận đấu giữa Long Nhi và Bộ Kinh Vân, kinh lực hung hồn tỏa ra xung quanh, nhưng chỗ của Tiếu Tam Tiếu đứng, đến cả ngọn cỏ cũng không thấy lay động, chứng tỏ tu vi của ông thực sự kinh thế hải tục. Bản thân là một kỳ tài võ học, Long Nhi trong 10 năm hăng say luyện tập đã tiến cảnh cực nhanh, được giang hồ xưng tụng danh hiệu kiếm thánh phiên bản thứ 3. Sau khi luyện tâm la chết đi, Long Nhi quay lại rừng trúc, ngộ ra kiếm thứ 23 diệt tuyệt thiên địa trong Thánh Linh Kiếm Pháp. Tuy nhiên kiếm tam niệm chỉ có ý chứ chưa có hình, nên không phát huy được uy lực vốn có. Long Nhi sang Đông Doanh và sáng tạo nên thức kiếm tuyệt đỉnh cho riêng mình. Lúc Vô Danh và Mộ Ứng Hùng quyết đấu mở ra kiếm giới, cậu cũng có ở đó và thấy được kẻ đã đánh bại mình. Long Nhi tức tốc đến gặp Tuyệt Kiếm để hỏi xem chuyện này là như thế nào. Vậy nhưng sau khi đến giải kiếm môn, cậu dường như đã trở thành một con người khác. Long Nhi quyết chí đi vào kiếm tông để tìm câu trả lời. Lúc này Vô Danh đã cử Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong ra ngăn cản. Trận đầu tiên kiếm thánh đời thứ 3 đã đả bại Bất Khốc Tử Thần, kiếm tam niệm đã áp chế được bi thống mạc danh của Bộ Kinh Vân. Vậy nhưng khi Phong Vân hợp bích, thiên hạ nào có ai chống nổi. Long Nhi cũng không phải ngoại lệ. Nhờ có Tuyết Tử trợ giúp, cậu đã vào được kiếm tông, nhưng chẳng ngờ khi đi ra thì đã chết, mà Phong Vân cũng đã biến mất. Kiếm thánh đau đớn khôn xiết thể sẽ trả thù rửa hận. Thì ra chính thằng đàn em Hồng Liệt của Võ Vô Địch đã gây ra chuyện này. Một kiếm kết liễu, những tưởng Long Nhi sẽ nhẹ lòng hơn, nhưng không, hình ảnh của vợ vẫn cứ ẩn hiện trong đầu. Cậu gia nhập thập ma đại chiến với Bộ Kinh Vân, về sau may nhờ vô bi cảm hóa, Long Nhi đã quay lại con đường chính đạo. Khi vô tình có được lục diệt bí bản của Hoàng Phủ Kiếm, cậu đã trải qua cái sâu thẳm nhất trong kiếm tâm địa ngục, lĩnh hội được lục diệt kiếm nhị thập tam của kiếm thánh đời đầu. Thế nhưng khi tỷ đấu với Liên Thành Chí, vốn dĩ Long Nhi có thể giành chiến thắng, thế nhưng cậu biết rằng nếu thắng trong cuộc chiến này sẽ dẫn tới một trường hạo kiếp cho Trung Nguyên, nên bất đắc dĩ kiếm trong người còn bảo lưu chưa thể tận, do đó đã phải bại dưới thanh niên yếu sinh lý kia. Chỉ có duy nhất một mình Tiểu Võ mới nhìn ra rằng trong trời đất này Tiểu Kiếm Thánh là thiên hạ vô địch.